Rồi, chào tất cả các anh em nha. Chào mừng các anh em đã trở lại channel của Lý Thái Xem. Vâng, thì nói đến bài lá thì trong chúng ta ai biết chơi bài đều biết về nó hết. Thì bài lá này nó có hai cái trường phái khác nhau. Một là ảo thuật, hai là biệt. Đó, đều sử dụng đến bài. Thì một người chơi bài biệt ít nhất cũng nên biết một vài cái trò thuật để làm gì, để khi chúng ta vui chơi giải trí trong những bữa tiệc liên hoan thì chúng ta có thể sử dụng nó biểu diễn cho người khác xem, gây một hiệu ứng bất ngờ. Đó là một cái niềm vui của những người biết về cái bộ môn này. Thì có nhiều người cho rằng cầm bài là cờ bạc. Đó là sự sai lầm. Cầm bài không có nghĩa là cờ bạc. Ăn thua do chúng ta. Chúng ta quyết định được cái đường đi trước bước của bản thân mình. Đó. Có nhiều người nói Lý Thái dạy bộ môn này là đầu độc. Không đúng nha. Mình kêu bạn đi hướng đông mà bạn đi hướng đông không? Làm sao bạn đi được? Đó. Ăn thua là do mình. Không ai sử dụng hết nha. Rồi, thì sau đây Thái sẽ biểu diễn cho anh em xem một vài trò phẫu thuật. Và những cái trò thực này anh em có thể biểu diễn trước đám đông. Rất ok. Thì có nhiều người nói là thấy biểu diễn bằng bài thửa, bài lỗi hoặc là làm dấu bài. Thì ở video này Thái sẽ biểu diễn bằng một bộ bài mới hoàn toàn. Bài lá chỉ là nghệ thuật thôi nha. Rồi, nó còn nguyên chắc luôn nha. Cơ đô chủ bích là đồng chắc với nhau. Rồi, bây giờ mình sẽ chẻ bài. Chẻ bài nha. Rồi, để cho công bằng thì mình chẻ bài như thế này. Mình sẽ đẩy một lá lên thôi, đẩy một lá lên. Tại vì mình sợ các bạn đó là mình làm dấu, mình đẩy lá lên. Và cái lá bài này thì dĩ nhiên là mình sẽ lấy bằng bề lưng chứ không lấy bằng bề này. Nhưng mà mình đưa cho khán giả xem, đây là cái chính bích. Đặt xuống này. Rồi, mình sẽ chẻ bài. Rồi, thì mình chải bài ra. Nè, đó. Thì mình sẽ lấy một đoạn thôi, mình đặt lên đây, nhớ cái chính bích nha, lên đây. Rồi thì bây giờ bạn thấy là nó nằm vô giữa bộ bài, không làm dấu gì hết nha. Mình có thể xào bài, mình chẻ bài. Thì bây giờ bộ bài nó đã lộn xộn rồi. Bây giờ mình sẽ chia ra 4 tụ nha, 4 tụ. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 nha. 1, 2, 3, 4. Tại vì có nhiều anh em nói là thấy làm dấu đây, làm dấu bài. Thì mình đã làm cho anh em xem rồi đó. Thì mình chỉ nhìn trên lưng bài mình lấy thôi nha, chứ mình không có bấm vô bài. Tại bộ bài mới hoàn toàn nha anh em. Rồi, bây giờ mình chia 4 tụ này nha, 4 tụ. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho khán giả xem tụ này. Mình sẽ xẻ ra. Mình chỉ nhìn trên lưng thôi. Cái tụ này là không có cái lá bài mình đã chọn. Nha, không có lá bài mình đã chọn. Tiếp theo, tụ này không có luôn. Rồi, tiếp theo tụ này cũng không có luôn. Cái trò này thì mình đã biểu diễn bằng cách bịt mắt rồi. Thì hôm nay mình chỉ biểu diễn lại cho anh em xem. Tại có anh em nói là thấy bấm bài. Rồi, dĩ nhiên là trong tụ này nó sẽ còn một lá. Và cái tụ này thì mình không có đưa lên. Tại mình đưa lên mình sẽ biết
anh em sẽ biết. Vậy thì mình chỉ chia ra 4 tụ, mình sơ mình lược nó lại thôi. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Đó, bây giờ còn 4 tụ. Xác suất càng ngày càng thấp. Rồi. 3 lá này không có lá, 4 lá này không có lá. Bài mình khán giả chọn nha. Tiếp theo, tụ này cũng vậy luôn. Không có. Tụ tiếp theo không có luôn. Đó. Vậy thì ba tụ này, ba lá này. Đó, ba lá này thì ít nhất có xác suất nó gần. Bây giờ mình sẽ xây chuyển như này đó nha, mình đổi gì đó. Đó. Rồi. Mình lấy một lá này nữa. Không phải. Bây giờ còn hai lá. Hai lá này mình bóc đại. Mình sẽ chọn lá này là lá mình cần lấy, bỏ lá này. Vậy thì xác suất nó sẽ là bao nhiêu? 100%. Nha, đó. Rồi, đó là một chọn. Tiếp theo mình sẽ biểu diễn cho anh em thêm một chọn nữa. Rồi, mình trẻ vào. Rồi bây giờ mình sẽ xè. Mình để lên mình xè thì đôi khi anh em nói là mình ém cây. Bây giờ mình xè từng cành lá nè. Nha, mình xè hình quạt nè. Anh em xem kỹ nha. Mình không có ém cây nè. Từ lá một nha. Rồi, bây giờ nhiêu đây thôi. Anh em xem nha, nhiêu đây. Rồi bây giờ mình sẽ lật lên nha. Anh em xem. Vậy thì anh em chọn lá nào. Mình chọn nè, ví dụ 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, lá thứ 8 đi nha, lá thứ 8, mình xem lá thứ 8. Đó, vậy là lá Astro ha. Rồi, mình đếm xuống nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy 8 lá này nó sẽ nằm lộn xộn trong đây. Có cái Astro, rồi mình xào ha. À, xào. Rồi mình cắt nè. Bỏ vô đây. Đây. Thì mình chảy ra. Bài tất cả là đều úp hết nha, không có cây nào lật hết. Rồi bây giờ mình sẽ búng tay thì lá 8 rô nó sẽ bật như vậy nha, búng lên. Rồi cắt bài ra. Mình sẽ chảy ra thì cái lá 8 đó nó sẽ tự động nó khác với những lá còn lại. Thì lá Astro chứ xin lỗi. Nhớ cái gì? Astro. Đây. Em xem, lá Astro nó sẽ đây. Nó khác những cây còn lại. Đó, có đây. Đó. Rồi. Sau đây nữa, thêm một cái trò nữa. Trò này thì cũng đã từng làm rồi. Đó, như giờ làm lại thôi nha. Đây là những cái trò có thể là gây một hiệu ứng cho khán giả xem. Chúng ta biết cũng hay nha. Rồi bây giờ đây. Một lá. Bây giờ gì đi, một lá nè. Hai lá. Ba lá. Nha, rồi mình sẽ đẩy vô trong những khắc bài nha. Mình sẽ bài. Rồi, mình xào bài. Rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một lá. Hai lá. Ba lá bài ngẫu nhiên. Ba lá bài ngẫu nhiên nha. Lá chín. Lá ri. Lá ri. Vậy thì lá thứ 9 nó sẽ là một lá. Nha, lá thứ 9. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè. Lá thứ ri là thứ 11 nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè, 10 nè. Đây cũng vậy luôn, lá 11. 1 4 5 6 7 8 9 10. Rồi. Vậy thì ba lá bài ngẫu nhiên này nó sẽ là ba lá bài chúng ta cần lấy. Một gạch. Hai gạch. Ba gạch. Rồi, tiếp tục ba gạch này.
Đây. Rồi, một lát mình bỏ xuống đây. Một lát mình bỏ xuống đây. Và một lát nữa. Bỏ xuống đây. Lát nó biến mà. Và lát nằm đâu đây? Nó sẽ nằm ở dưới này. Đó, vậy là ba lát.